Đồng hồ vang vọng xin kính chào các bác. Hôm nay em sẽ làm clip và gửi đến các bác yêu đồng hồ một em 3068 nhập Pháp. Và đây là một em Odo 368 nhập Pháp có vỏ thùng dài tuyệt đẹp ở đây, trên màn hình của các bác đây. Vân gỗ nổi đối xứng rất đẹp nhá. Hai bên này vân xoáy cực kỳ đẹp luôn. Mặt bát giác đứng, nền xám ngà, có chuyện logo Odo và phanh xi. Đặc biệt là cái kim hình tháp đặc trưng của dòng Odo 36. Rất đẹp. Trên này người ta làm thêm một cái đường bo rất đẹp này. Và bên dưới này người ta cũng làm tương tự như thế để nó có một cái nhìn tổng quan đối xứng nhau. Quả lắc rất là sáng các bác nhé, cực kỳ bóng luôn này. Và đặc biệt là cái phần vân gỗ tuyệt đẹp. Hai bên vách thùng còn cực kỳ nhẵn như thế này. Em xin tiến hành mở bên trong. Tích tắc rất là khỏe các bác nhé. Đây ta có một cái cây lên cót này. Đó. Mặt số còn cực kỳ đẹp luôn. Tất cả các cái lỗ khuyên các bác nhìn này. Đó. Chưa cái lỗ nào bị choét. Và chân trước này có một vài điểm rất là đặc biệt. Ví dụ như là đây là một máy này là máy Odo 3 vách. Và là máy 3 vách bệt các bác nhé. Đây các bác có thể nhìn thấy đây. 3 vách bệt. Nó luôn luôn cao cấp và giá trị cao hơn so với những cái máy chân kiềm. Củ gom lòng mắng đặc trưng của Odo 36 này. Các bác nhìn tất cả các đầu búa kìa. Còn rất là đẹp. Các đầu cần búa thẳng tắp luôn đây. 8 côn thép rất là dài nhá. Zin tuyệt đối luôn. Chơi bản Westminster. Em sẽ test chuông để các bác nghe. Vừa rồi là 3 giờ điểm 3 tiếng chuông thông báo. Thùng bên trong cũng còn rất là đẹp các bác nhé. Và em xin giới thiệu luôn, đây cũng là một chiếc vỏ thùng nhập Tây và được ép thêm một cái lớp ép rất là mỏng ở đây để tăng cường thêm chất âm. Rất là tuyệt vời. Đó. Đây là khoảng cách em đứng cách xa chiếc đồng hồ là 1,5 m. Và thực sự là nhìn rất là hài hòa và đẹp mắt. Một chiếc 368 huyền thoại. Chuông hay và đặc biệt là hình dáng còn rất là đẹp. Thì thế kia, cực kỳ để đá sưu tầm các bác ạ. Rồi, xin cảm ơn các bác đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.